trời luôn. Mà đường này là đường của quân đội á, giọt xe ở đây là biết kết cục rồi. Chắc anh tưởng anh bự lắm. Nhớ thì báo cho anh nè. Thích lạ hả? Trời ơi, vợ chồng Vinh bây giờ sẽ xuống Thủ Đức như mọi năm ha. Thì ủa rồi ông xã lấy cái khẩu trang ông xã không ở đây cầm ra. Ngáo thiệt. Có đeo không? Ngáo luôn. Nhỏ này mặc đồ sexy vậy. Nhỏ này ngồi sau đeo ba lô đi. Túi gì? Kiến em hả? Nhỏ này cho nó đòn đấy chứ. Khai xe hôm nay là mùng mấy xã? 4 hả? 4. Rồi bên xuống bên ăn thôi nôi của em bên em vợ đi xuống. Hôm qua đi xuống Hóc Môn rồi nhưng mà lười quá. Đang đi thì con Vespa nó bị hư lốp. Hôm nay mình xuống Thủ Đức thì chúng ta sẽ đi bé này. Yêu quá. Mình đang tính mua R1 mấy bạn. Thì rất mong là các bạn sẽ ủng hộ shop và kênh để mình có tiền mua R1. Sau này thì ví dụ như là bạn nào mà thích Vinh sẽ không có lên đồ rồi xe đó đâu. Mình để xe gì Vinh chạy. Cho nên nếu mà sau này mà anh em nào thích á thì Vinh sẽ Vinh trải nghiệm xong thì Vinh sẽ chia lại cho anh em chơi. Cho nên con đó thì Vinh sẽ để Vinh nguyên con Vinh chạy luôn. Không có lên đồ, không có chạy sân gì hết. Cứ để vậy đó. Để mình trải nghiệm xong rồi mình đổi xe khác nữa mọi người. Cho nên anh em thích thì anh em cứ liên hệ nha. Vô, lên đây. Đứng cái gì vậy? Lên. Lên lầu. Rồi giờ chạy một mạch xuống Thủ Đức luôn. Một mạch xuống Thủ Đức luôn. Năm nào cũng xuống Thủ Đức, năm ngoái thì đi dưới đít xuống. Mày chứ như là mấy năm trời đều đi dưới đít hết. Năm nay thì sẽ đi cào cào, lúc đi R155. Nên đi xe này thì nó thoải mái hơn các bạn. Chạy nó chill hơn, đi nó không có mệt. Bữa giờ là Tết mà nắng dễ sợ mọi người. Mọi người được nhiều tiền lì xì chưa? Vinh thì 2-3 năm nay đều đi lì xì hết chứ không còn được nhận lì xì nữa. Lớn rồi. Thì cô gì chú bác cũng lì xì kiểu lấy lọc. Lì xì 2 đô nè, đó kiểu vậy. Không giống như hồi xưa. Hồi nhỏ là nôn được lì xì 100, 200, 300, 400, 500, 1 triệu. Thì lúc đó là mình còn nhỏ. Rồi đi làm không được nhiều tiền thì gia đình họ hàng thấy lì xì kiểu thích lợi tinh thần. Còn bây giờ mà có làm ăn không có được thì họ hàng cũng kỹ ở lớn rồi con. Bươn chải đi con. Nên không có giống như hồi xưa đâu. Thì lớn mà. Mình thấy gia đình nào khá giả lắm á thì vẫn lì xì cho con cháu mấy triệu vậy đó. Cọc 5 tờ 100 đô kiểu vậy. Đã không? Cái gì cá nhưng mà nó vẫn vui các bạn. Nó cũng là một cái gọi là cái phong tục mà. Nói là lì xì lấy lọc chứ ai mà không muốn lì xì có tiền. Ai mà không muốn được lì xì nhiều tiền đúng không?
Nhưng mà lớn lên thì mình cũng chỉ muốn làm có tiền lì xì cho ba mẹ mình, anh chị em mình muốn vậy thôi, chứ cũng không có, cũng không có trông mong nhiều. Đẹp không? Xe bít khăm. Tình hình chung nào? Just bother. Bạn thấy chơi xe, mua xe là một chuyện, mà nó cũng ảnh hưởng với lại nó, cái xe bạn mua là bạn đã định hình phong cách của bạn rồi, bạn mới thích cái xe đó. Chứ không ai mà mua một con xe về xong rồi bắt đầu mới theo phong cách của cái xe đó, bạn thấy không? Như bạn này chơi Cafe Racer, không phải này kiểu kiểu bopper. Các bạn mặc đồ rất là chất, mang đôi giày mang đôi giày da, quần jean, áo flannel, chất cái bộ. Còn giống như Vinh chơi cầu cào các bạn, Vinh cũng đội một cái nón cầu cào, rồi mặc đồ kiểu mấy anh kêu là dress này nọ. Mình nói như là mình vẫn theo phong cách của Vinh, và Vinh cũng đã thích phong cách cầu cào rồi, Vinh mới chơi được. Mà mỗi phong cách nó là một cái lối sống đó, chứ không phải là đơn giản là mình chỉ việc mua cái nón, mua cái áo, mua cái quần là nó ra, không phải. Kiểu nó trong cái máu và trong cái con người của bạn, trong phong cách của bạn, các bạn thực sự thích nó và các bạn hòa hợp được với nó, chứ không phải là các bạn cố gắng biến thành nó. Vậy thì nó sẽ gượng lắm. Thứ nhất là bạn, thứ hai là các bạn cũng sẽ không thấy thoải mái với phong cách hiện tại. Mọi thứ nó phải thuận theo tự nhiên cả. Chứ mà mình cứ cố gắng gượng gượng á, nó ngoài lắm. Và bây giờ ra tới vòng xoay McDonald's, nó gọi là nơi mà tập trung trước khi mà mọi người đi tour. Tập trung ở đó là dứt đó. Dứt cái không? Coi chở hai lên được nhiêu không? Trời luôn. Còn nhiều máy lắm các bạn. Xéo nữa lên cầu rồi quên. Mình cũng phải đi xuống đây mà. À, mấy bạn hỏi là bắt pha nhiều như vậy có ảnh hưởng gì không? Thực sự là nó cũng có ảnh hưởng nhưng mà ít lắm. Không có cảm nhận được. Là trong một cái khoảng thời gian quá lâu, quá dài và các bạn cho nó nổ quá nhiều á thì nó mới làm cho mấy cái su bắp nó hơi rơ, nó hơi hở chút. Nhưng mà trời ơi, tới bao giờ lận? Lâu lắm.
Nên các bạn cứ yên tâm mà chơi đi, chả sao đâu. Biết bao giờ nó mới tới cái mức mà bị hở support. Ví dụ như xe lớn, mấy con mà là giống như ZX Vinh á, Vinh làm máy, Vinh này nọ rồi á, thì Vinh mới không có cho nó nổ như vậy. Tại vì mình biết là mình bốn máy rồi mình chạy cái công suất nó lớn nữa, cho nên cái những cái rủi ro nó sẽ nhiều hơn. Còn này có một máy, máy nhỏ, máy zin nữa thì nó bền má ơi luôn, nó chạy tới bao giờ mới hư các bạn. Chạy mà cứ đổ nhớt, thay nhớt đúng hạn, rồi đổ xăng đúng, nó đừng có pha này nọ vớ vẩn nhiều quá, rồi chạy đúng tô, đừng có suốt ngày đứng nạt red light rồi chạy căng một số 1 số 2 hoài thì nó bền lắm. Chơi đi, ngại gì. Bạn chơi bạn sợ quá nó làm cũng mấy bạn cũng bị không có thoải mái á. Rồi chuẩn bị lên cầu Bình Lợi nha, cho anh em coi coi. Tết nhất thì đông không? Thật sự là đông đấy, không đồ đâu. Tết năm nay nó vậy nè mọi người. Buổi 29 với mùng 1 á rất là vắng, vắng lắm. Tới tối mùng 1 trời ơi, bắt đầu kiểu như là sáng mùng 1 thì các bạn trẻ chúc Tết trong nhà cúng kiến, cho nên không có ai ra đường hết, đường số nó vắng nha. Trời ơi, tối mùng 1 một phát nha các bạn, kẹt nguồn nhất luôn. Kiểu như là có tiền lì xì rồi nha, nó bắt đầu úa ra đường, vui, đông lắm. Cầu Bình Triệu chứ lộn với cầu Bình Lợi. Sorry mọi người. Đẹp ha. Có cái phuộc sau nó không có được đúng ý Vinh đó, cái rebound nó không có chỉnh được, cho nên bây giờ cái rebound nó đang bị nhanh quá, đi hai nó hơi bị tức lên đó. Thì Vinh có đặt racing rod dòng cao của bên anh Binot rồi, đặt hai cây xe Vinh với xe Hayden, thì đợi phuộc về rồi gắn vô rồi mình setting lại cho nó thoải mái. Chứ này lỡ mà có chở Vinh đi một thì ok, chứ mà đi hai thì nó sẽ hơi bị tức cái người lên đó, cái người ngồi sau hơi khó chịu, cho nên vậy đó, đợi nha. Còn lý do tại sao mình không chọn ổn liền thì tại vì ổn liền nó không có chỉnh được high and high và flow compress. Nên cũng không thích lắm. Mà cái giá tiền nó cũng gần xem nhau, cho nên thôi mình thà order đã lâu một chút nhưng mà nó được full hiệu năng, hai bình dầu. Còn ổn liền có một bình dầu thôi, cũng xứng đáng để chờ đợi ha. Bữa giờ bên đi nhiều cho nên bên toàn làm việc trên iPad, con iPad Pro không à, các bạn thấy tiện lợi dễ sợ. Chứ mình đi về bên đâu có laptop đâu, mình cũng đâu có đem theo nguyên cái dàn máy tính được. Này bây giờ đi bao nhiêu lần rồi mà cũng không nhớ nổi luôn á. Tới đây rồi nè. Anh em Thủ Đức ơi, hello. Này, ở đây nè. Đi bao nhiêu năm rồi mà cũng không nhớ nổi đường vô các bạn.
cũng không hiểu tại sao. Kiểu như là mà đi về mà không có hỏi đường là chịu không nổi á, kiểu kiểu vậy á. Tại vì một năm mới xuống một lần, các bạn tưởng tượng thử, nó lâu quá. Hỏi đường xã ơi anh quên rồi, thôi để hỏi lẹ hơn em, hỏi người ta lẹ hơn á, chứ này bật bản đồ ngu như bò vậy á. À, em cho anh hỏi, em biết cư xá Savimax ở đâu không? Cư xá Savimax á. Cái đó em thua rồi. Rồi cảm ơn em. Thua luôn. Để hỏi thử con bé này ta. Chị ơi, chị biết cư xá Savimax ở đâu không? Dạ. Cư xá Savimax á. Ok. Không bấm bản đồ đi sao ơi. Không nhớ nổi luôn á. Nữa sao? Hả? À. Ok. Trời ơi rộng. Quân đội nhân dân Việt Nam. Trường bắn xuống bộ binh. À. Ghê vậy. Đây phải không? Rồi đã chưa? Mà đường này là đường của quân đội á, giọt xe ở đây là biết kết cục rồi. Ok ok. Cái này đường ngoài á xã. Chỗ mình nãy mình đứng á là đi hẻm là ra tới luôn mà mình không biết, mình không có nhớ, cho nên bản đồ chỉ đi ra ngoài á. Trời ở đây có mấy cây bự, bông giấy bự đã ghê. Đây phải không? Đó. Vô mấy đường đó được à, mà không nhớ. Google Maps nó không có chỉ đường lớn. Hả? Đây hả? Chưa.
năm nào cũng đi mà không nhớ nổi luôn. Hả? Mà phải tới đâu nè. Dạ. Dạ mình ít lọc map á. Mình biết đọc đây mình đọc còn không xong nữa, huống gì. Ý là anh nói anh biết lọc map, anh nhìn cái map anh còn không ra nữa. Nó chỉ theo cái hướng định vị khó chịu lắm. Ê, con gà. Hai cái đường mà nằm gần nhau là nó cũng hô báo. Đây đúng không? Cuối hẻm hả? Xe của ông Hùng nè. Ôi, con Hùng thấy ghét thiệt chứ. Ồ, sòng sớm dữ ta. Là chút vinh quang đó nha. Dạ đang đi đó không? Đứng gần con nó có cho gì không? Tờ trăm đô nè, tờ trăm đô rồi con. Ba món không? Chơi ba luôn. Kệ. Lén lén lấy tờ trăm đô cho anh coi. Không ai thấy đâu, không ai thấy đâu. Đồ nó cao không em, có nào không cần luôn, cao rồi. Có con lai nữa nè, đây coi. Xã quay mình luôn. Chắc anh tưởng anh bự lắm. Nhớ kỳ đám cưới bên kia không? Không, đi nhìn đẹp đó con. Dạ. Anh ơi. À, đi con à đi. À, xuống à, mấy cái. À, cô đi, à, cô, à, cô. Dạ. Con biến ai? Rồi, giờ lạ hả? Ra mặn thử coi. Thử coi. Lạ rồi. Dạ. Đó đó, khoái nè. Nè. Biết lạ rồi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
bốc làm sao? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.